Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, kính cảm ơn Thầy đã mỗi ngày cho chúng con 5 phút Phật Pháp rất là bổ ích và ý nghĩa. Kính bạch Thầy, xin Thầy cho con một lời khuyên làm sao để vượt qua được cái tự cao tự đại của mình, để có thể hòa nhập với mọi người trong cuộc sống. Kính cảm ơn Thầy. Phật tử Dương Tu. Thưa đạo hữu Dương Tu cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, cái mà chúng ta gọi là dương dương tự đắc này đây á, đó chính là cái yếu tố mà trong nhà Phật gọi là ngã mạn cống cao. Vậy thì trong cái đời sống này mình cần phải nhìn nhận một cách hết sức là khách quan, đó là những gì mà chúng ta có đều là do phước báu của mình mà có được. Và tất cả những thứ đó nó không tồn tại lâu dài, miên viễn với ta, mà nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi. Mình có nó thì có nghĩa là phước báu của mình đã đầy đủ. Rồi cho đến một ngày nào đó mình sẽ bỏ lại tất cả những cái mà chúng ta có đó thôi, chứ không thể nào chúng ta có thể cầm nắm đi được trong suốt cái chiều dài tái sinh của sinh tử luân hồi hết cả. Thưa quý vị, nghĩ một cách sâu xa hơn, chúng ta sẽ thấy được rằng tất cả mọi thứ chúng ta có trong tầm tay đều là bóng dáng của người khác đã cho ta, đã tác tạo nên mà mình mới có thể có được. Như thể là chúng ta đang mang quần áo này đây thì cũng là do người khác làm. Chúng ta đang mang đôi giày cũng do người khác làm. Chúng ta đang có nhà, cửa, xe, cộ thì cũng là người khác làm ra cho ta. Ngay cả những cái hạt cơm chúng ta ăn cũng không phải là tự mình cày bừa cuốc xới mà do người khác làm ra. Rồi cái hơi thở mà chúng ta thở ra thở vào mỗi ngày này đây cũng là do cỏ cây hoa lá ngoài kia nó đã cho chúng ta cái hơi thở này. Vậy thì suy ra cho cùng, tất cả những gì chúng ta có đều là do nhân duyên của cuộc sống này mang đến. Còn tự thân của chúng ta đây, thật sự mà nói rằng nếu như không dựa vào cái khác thì tự nó không thể nào chiết xuất ra được một cái yếu tố nào đó để cho tự nó có thể duy trì cái sự sống cho chính nó. Thưa quý vị, có một lần nọ thì Khổng Tử đi vào ở trong miếu của Hoàng Công và thấy một cái bình để nghiêng. Lúc đó Khổng Tử mới hỏi rằng cái vật này có phải là khi mà để không á, thì nó đứng nghiêng, còn khi mà đổ nước vào vừa vặn nó thì nó đứng ngay thẳng, còn nếu như mà đổ nước quá đầy á, thì nó đổ phải không? Cái người giữ miếu thưa rằng đúng là như vậy. Nói như vậy xong rồi thì mọi người mới xem thử coi có đúng như thế không, bèn lấy nước đổ vào một cách vừa vặn thì bình đứng một cách ngay thẳng, và sau đó đổ đầy thì cái bình lại ngã. Lúc đó thì Khổng Tử mới nói rằng: Hỡi ơi, trong cuộc đời này có cái gì đầy mà không đổ? Và những học trò mới hỏi rằng: Có cái thứ gì ở trong đời này đầy mà không đổ hay không? Lúc đó thì Khổng Tử mới dạy những người đệ tử của mình rằng: Nếu như ai thông minh hiền trí trong cuộc đời này thì phải biết cách khiêm cung. Nếu như ai giàu có trong cuộc đời này thì phải biết cách nhún nhường. Nếu như ai khỏe mạnh có sức hơn người thì phải biết cách nhút nhát. Đó chính là cách để đổ bớt đi mà giữ cho mình không bị nghiêng đổ. Thưa tất cả đại chúng, qua sự nhìn nhận của Khổng Tử dạy học trò đó, chúng ta thấy được rằng mình cần phải khiêm cung, mình cần phải khiêm nhường. Đó chính là cái cách để cho chúng ta tích đức trong cuộc đời này. Vì nếu như mình có tất cả những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống mà mình không biết cách nhún nhường, mình không biết cách để khiêm cung, thì chúng ta càng làm cho cái bản ngã của mình mỗi lúc một tăng thêm. Điều đó chẳng có lợi gì cho mình, mà nó còn tổn hại đến tất cả các phước báu mà mình có được nữa. Chúng ta muốn giữ cho cái phước báu của mình được tròn đủ để mình hưởng trong đời này và mai sau, thì chúng ta cần phải tích tụ thêm những công đức, và mình phải sống với một tâm hồn bao dung độ lượng, thương yêu đối với tất cả người khác. Đó là cách để chúng ta tích tụ cái phước báu của mình trong đời này. Hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ vượt qua được những cái yếu tố cao ngạo của tự thân để chúng ta hòa đồng với mọi người trong cuộc sống này mà yêu thương chia sẻ. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.